Và xin chào tất cả quý bạn, và tôi là Hướng Dẫn Ô Tô nhá. Và hôm nay em sẽ lên sóng cho các bác một em Taco HD72. Phải nói là một hàng đẹp xuất sắc nhá. Phải nói bác tài rất là giữ gìn xe, mà xe nó còn rất là chất lượng. Từ rất lâu rồi mà em không tìm kiếm được một dòng sản phẩm nào mà ưng ý như này. Em này rất là đẹp nhá. Xe zin hết, cabin zin, sơn zin, máy zin. Em này đặc biệt có chiều cao 3m8 nhá. Đấy, một dòng sản phẩm có chiều cao cho bác nào mà thích chiều cao, cần chiều cao để chở những cái hàng cồng kềnh thì em này là rất hợp lý nhá. Em này là đời 2014, tải trọng là 3,5 tấn và đang có giá hiện tại là 515 triệu nhá. Đấy, giá thì nó giá có theo giá thị trường thôi, có thể là một vài bãi nó hơn nhau độ 5-10 triệu, nhưng cái đó là không đáng kể nhá. Đặc biệt là em này có chiều cao nên là cái giá thành nó đẩy lên. Đây, sẽ đi vào chi tiết em nó cho các bác xem nhá. Em này phải nói rất là đẹp luôn, cho các bác xem chi tiết từng phần một để xem rõ nhá. Đầu tiên ta bị cửa này, thân bên trong này, đây ghế ghiếc nguyên bản hết, vẫn còn rất là mới nhá. Tất cả đồ đoàn theo xe hết, trần này, em này là xe mộc luôn các bác nhá, vừa mới về tiền xe lên sóng luôn cho các bác. Em này chưa hề dọn rửa gì. Đấy, nếu mà dọn rửa đi cái phần cabin này thì nó sẽ rất là đẹp. Lốp mới khám dài nhá, đặc biệt là lốp em này lốp bố thép còn rất là mới luôn. Đây, cám đến tháng 1 năm 2022 nhá. Đây, cho bác xem rõ này. Đấy. Điều hòa mát lạnh, nó sàn đầy đủ hết. Đây, dàn lốp mới đây, mới cả một dàn luôn coi nhá. Đấy, phải nói em này là tiền nào của đấy thôi, mua về là các bác không phải đầu tư gì cả. Lốp mới, khám dài, xe thì mọi thứ đều nguyên zin và rất là đẹp. Đây, các bác thấy phần lốp chưa, mới cả dàn luôn nhá. Đây, cho các bác xem phần thùng thì mới sướng này. Đấy, sàn inox lót rất là dày nhá. Hai bên thành thùng thì các bác có thể thấy này, chở hàng phải nói là chở thóc lúa. Các bác thấy hai bên thành thùng chưa, không hề va đập xước sát gì hết, nguyên những phần sơn si sơn xanh của nhà sản xuất này. Hai bên thành thùng rất là vuông vắn này. Em này rất là đẹp luôn, khẳng định với các bác tìm không có em thứ hai đâu, tìm rất là khó nhá. Đặc biệt phải có chiều cao 3m8 mới là hàng hiếm nhá. Đẹp như này, bác nào có thiện chí thì có thể alo cho em số điện thoại bên em trên màn hình nhá, sẽ tư vấn và giúp các bác lựa chọn được những sản phẩm xe đẩy cũ chất lượng. Các bác nào mà cảm thấy thích em này thì có thể alo cho em ngay, hoặc có thể xuống trực tiếp salon nhà em để từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên xem xe, tham khảo về xe nhá. Em hàng này siêu chất lượng luôn. Đây, lốp mới này, nguyên gai này, nguyên gai này. Đây, cầm bệ đây, chở thóc lúa thì chở rất là nhẹ thôi, mà thóc lúa này thì các bạn yên tâm nhá. Đây, bắt cua này, sàn này không hề mọt mẹt gì nhá, tóc luôn, không có hề bị võng cả. Em này đặc biệt là xe mộc mà nhìn nó đã lét như này rồi thì phải nói với các bác là chất lượng không phải bàn. Đây, các bác thấy thành thùng này rất là vuông vắn luôn. Một chiếc xe mà mua về mà nó đã đẹp xuất sắc như này rồi thì rất là ưng ý các bác nhá. Đấy, về tay các bác là sử dụng thì rất là tốt, về các bác lại giữ gìn nữa thì hàng này bán thì cực kỳ có giá luôn. Rất đẹp coi nhá. Nếu bác làm một thiên chí thì có thể alo cho em sẽ báo giá lại em này cho các bác này.
Taco HD72 giờ 24, chiều cao 3m8 nhá. Lốp mới cả dàn, khám dài. Em này đang có giá là 515 triệu và giá có thông lượng và lồng lá tại salon gửi ô tô. Nếu bác nào có thiện chí thì chỉ có bàn về tiền thôi, không bàn về xe. Riêng em này cam kết không đâm va tai nạn nhá, xe zin hết. Bác nào có thiện chí thì có thể alo cho em. Còn bây giờ thì không làm mất thời gian các bác nữa và cảm ơn các bác đã xem đến cuối video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.